Xin chào tất cả các em học sinh yêu quý Không chỉ là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi còn là một, nhà, một trong những nhà văn, nhà thơ lớn của Việt Nam thời trung đại Với nhiều đóng góp độc đáo trong cách cảm nhận cũng như thể hiện con người và cuộc sống Nguyễn Trãi đã mang đến cho thơ ca thời trung đại Nhiều khám phá mới mẻ với những cái hơi thở mới và diện mạo mới ở bài học ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu bài thơ Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi, còn gọi là bài thơ bỏ Kính cảnh giới số 43. Ở bài thơ này, trước hết các em cần phải nắm nhanh đôi nét về tập thơ Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi. Ở à, về tập thơ này thì qua cái sơ đồ tư duy mà thầy đã thì khái quát cho các em trên bảng, chúng ta nhớ cho thầy bốn đặc điểm về tập thơ Quốc âm thi tập. À, thứ nhất, về mặt vị trí thì tập thơ Quốc âm thi tập là tập thơ nôm sớm nhất mà hiện nay chúng ta còn có được của nền văn học trung đại việt nam à, vì vậy với tập thơ của ông thi tập nguyễn trãi chính là người đã đặt nền móng đồng thời cũng là mở đường cho thơ ca tiếng việt thời trung đại Đây là cái vị trí của tập của ông thi tập à, điểm thứ hai mà cần phải trí là về nội dung giá trị nội dung của tập thơ của ông thi tập thì tập thơ này chứa tập trung phản ánh cái vẻ đẹp của con người nguyễn trãi tất nhiên trước hết là vẻ đẹp về tư tưởng về tâm hồn về những khát vọng của người anh hùng dân tộc đó là vẻ đẹp của lý tưởng nhân nghĩa tức là nguyễn trãi ở trong tập thơ hiện lên một người anh hùng với lý tưởng nhân nghĩa với cái tấm lòng yêu nước thương dân lo đời không lúc nào nguội lạnh với tình yêu thiên nhiên tha thiết sự gắn bó sâu nặng với lại cuộc sống của những người dân bình dị cũng như cốt cách thanh cao, tự tại, ung dung. Đó chính là vẻ đẹp của con người Nguyễn Trãi được khái quát một cách ngắn gọn qua tập thơ của ông thi tập. Về mặt nghệ thuật, chúng ta nhớ rằng tập thơ của ông thi tập ấy đã sử dụng cực kỳ thuần thục thể thơ thất ngôn Đường luật và có nhiều nỗ lực Việt hóa nó để làm cho thể thơ này dường như trở thành một thể thơ thuần túy dân tộc. À thứ hai là cái <laughs> À, những cái sáng tạo của Nguyễn Trãi trong việc sử dụng ngôn từ, hình ảnh, lời thơ, câu thơ cũng như cách ngắt nhịp mà thể thơ thất ngôn. À, điểm thứ tư của tập thơ của ông Thi Tập, là các em nhớ rằng toàn bộ tập thơ này gồm 254 bài thơ uh, chữ nôm uh, và được uh, sắp xếp thành 4 phần. Uh, phần 1 là phần vô đề. Phần 2 là phần môn thời lệnh. Phần 3, môn thời lệnh tức là viết về thời tiết Phần 3 là phần môn hoa mộc, là viết về hoa cỏ, cây cối ở trên đất nước. Và phần 4 là môn cầm thú, là chủ yếu viết về loài vật. Thế trong cái phần vô đề này, thì nó gồm lại chia thành nhiều phần. Đấy, trong đây ta có thể thấy là uh, có những bài tự thuật, có những bài ngôn trí. Uh, ngôn trí tức là nói trí của Nguyễn Trãi. Tự thuật tức là bày tỏ về bản thân. Uh, và có những cái bài thơ là mang tiêu đề là Bảo Kính Cảnh Giới. Thì số lượng những bài thơ Bảo Kính Cảnh Giới uh, trong cái tập thơ... Uh, của âm thi tập chiếm một số lượng rất lớn, đó là 61 bài. Uh, vì vậy, uh, chúng ta học bài thơ cảnh ngày hè hay còn gọi là bảo kính cảnh giới số 3 chính là tiêu biểu cho uh, cái uh, tức là cái loại thơ bảo kính cảnh giới trong tập thơ của âm thi tập ở phần vô đề của nhà thơ Nguyễn Trãi. Uh, sau khi đã nắm một vài nét cơ bản về tập thơ của âm thi tập của Nguyễn Trãi, chúng ta cùng nhấn mạnh về cái xuất xứ của bài thơ Cảnh Ngày Hè Thế như các em biết là bài thơ Cảnh Ngày Hè này Nó chính là bài thơ số 43 ở Trong 61 bài thuộc mục Bảo Kính Cảnh Giới Của tập thơ của âm thi tập ở Về mặt ước đoán thì các nhà nghiên cứu cũng như là nhà giáo đã ước đoán rằng bài thơ Bảo Kính Cảnh Giới số 43 này được sáng tác trong khoảng thời gian từ năm 1438 đến năm 1442 tức là thời gian mà Nguyễn Trãi đã không còn được vua Lê tin dùng đồng thời ông cũng đã cáo quan về ở đó là một số những cái nét cơ bản mà chúng ta cần phải nắm vững về tập thơ của ông thi tập và xuất xứ của bài thơ cảnh ngày hè bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần phân tích về cái giá trị của bài thơ như các em đã nhìn nhanh ở trên bảng thì phần phân tích này thầy đã trẻ thành bốn cái nhánh cơ bản mà chúng ta cần phải chú ý À, thứ nhất là về cảnh sắc thiên nhiên qua à, bài thơ như thế nào thứ hai là chúng ta phải chú ý đến cái uh, cuộc sống của uh, con người đấy, và thứ ba là vẻ đẹp của tâm hồn của nguyễn trãi đấy là ý thứ ba Với ý thứ tư là ý chúng ta chú ý về mặt gì nghệ thuật tức là những cái đặc sắc nghệ thuật à, đó là cái bốn cái điểm mà thầy muốn các bạn cần phải chú ý <laughs> đấy, đặc sắc về mặt nghệ thuật đấy, của cái bài thơ này thế thì từng phần này nó sẽ tương ứng với lại cái phần nội dung văn bản mà chúng ta sẽ xét uh, ở bên cạnh uh, <laughs> ở đây chúng ta nhận thấy như thế này uh, đầu tiên là thầy muốn các bạn phải nắm chắc về cái cảnh sắc thiên nhiên ở trong cái bài thơ này uh, và cảnh sắc thiên nhiên này thì trên sơ đồ tư duy thầy chốt cho các em ba ý uh, thứ nhất là làm sao ta thấy được rằng bức tranh thiên nhiên này đã được nguyễn trãi cảm nhận bằng rất nhiều giác quan từ nhiều góc độ ở nhiều phương diện thứ hai là cái bức tranh thiên nhiên này nó hiện lên cực kỳ sống động vui tươi rực rỡ đầy sức sống và thứ ba qua đó nó thể hiện cái nhìn nghệ thuật mới mẻ của nhà thơ thế thì tiêu biểu cho bức tranh thiên nhiên này ở trong văn bản bài thơ chính là ba dòng thơ thầy đã viết màu vàng đấy, tương ứng với lại cái phần ý ở trong phần sơ đồ tư duy này đó là gì hòe lục đùn đùn tán rợp dương thạch liệu hiên còn phun thức đỏ hồng liên trì đã tiễn mùi hương như vậy ở đây trong ba dòng thơ này chúng ta nhận thấy rằng là gì có những hình ảnh thiên nhiên ở cơ bản sau đây thứ nhất là cái cây hòe hay còn gọi là tán hòe thứ hai là thạch liệu là hoa liệu thứ ba là hồng liên trì là sen Đấy, hồng liên là sen hồng còn trì này là gì là cái ao ao sen như vậy chúng ta nhận thấy rằng là gì à, cái bức tranh thiên nhiên mà nguyễn trãi khắc họa ở trong bài thơ uh, cảnh ngày hè này à, vẫn có những hình ảnh thiên nhiên Uh, khá là quen thuộc. Uh, thậm chí uh, những hình ảnh như là uh, sen hồng này ít nhiều nó còn có tính chất uh, khá ước lệ, uh, có tính chất uh, khá tượng trưng bởi vì trong thơ văn cổ ta sẽ nhận thấy rằng là gì, bên cạnh các hình ảnh như tùng cúc trúc mai thì những hình ảnh như là lan sen, cúc mai cũng thường xuất hiện rất là nhiều. Uh, tuy nhiên, nhờ các hình ảnh như là tán hoa và thạch liệu thì bức tranh thiên nhiên này sẽ trở nên gần gũi thân thiết hơn với lại cuộc sống thường nhật hàng ngày và bớt đi rất nhiều tính chất ước lệ tượng trưng như thường thấy trong thơ văn trung đại. Nói cách khác, nếu thiên nhiên trong thơ văn trung đại thường hiện lên với tính chất có tính chất ước lệ tượng trưng, đài các kiêu sa thường mang những cái ẩn ý để thể hiện cái tâm sự, cái nói cái trí khí hoặc là cái phẩm chất của người quân tử, thì bức tranh thiên nhiên mà Nguyễn Trãi khắc họa trong bài thơ cảnh ngày hè trước hết là hiện lên như một hình tượng thiên nhiên có thật như một đối tượng thẩm mỹ khách quan uh, khác hẳn với lại tính chất ước lệ cổ điển thường thấy trong thơ văn trung đại xưa nay. Uh, có thể nói đây cũng là một trong những dấu ấn mới uh, mẻ sáng tạo mà Nguyễn Trãi đã thể hiện khi khắc họa bức tranh thiên nhiên cảnh ngày hè, à cảnh ngày hè. Bây giờ chúng ta xem xét cụ thể từng hình ảnh. Hoè lục đùn đùn tán rợp dương, từ đây ta nhận thấy có cái màu xanh này là màu xanh lục của tán lá hoè. Thứ hai ta nhận thấy màu đỏ của hoa liệu Đấy, màu đỏ của hoa liệu và thứ ba là màu hồng của hoa sen như vậy qua ba cái sắc màu này tức là màu xanh của tán lá hòe màu đỏ của hoa liệu và màu hồng của hoa sen vào mùa hạ ta đã nhận thấy rằng à, cái bức tranh thiên nhiên này hiện lên với nhiều sắc màu có thể nói là nó gì nó rực rỡ à, nó tươi tắn à, nó sống động à, những cái sắc màu này cũng có sự kết hợp hết sức hài hòa À, qua cảm nhận của Nguyễn Trãi à, đó là cái màu xanh của tán lá hòe như càng làm nổi bật thêm cái màu đỏ của hoa liệu và bên cạnh đó à, chúng ta còn thấy là gì là có sắc hồng của hoa sen bức tranh với những cái sắc màu rất là hài hòa rất là tươi tắn rất là nên thơ à, và à, nhưng nó vẫn có tính chất là bình dị mộc mạc gắn liền với lại cái bức tranh thiên nhiên cuộc sống của con người đặc biệt trong cách cảm nhận về màu xanh của tán lá hòe, màu đỏ của hoa liệu và màu hồng của sen thì tác giả đã nhấn mạnh các cái từ ngữ sau đây. Thứ nhất, các em cần phải chú ý cặp từ lấy đùn đùn được sử dụng một cách rất là khéo léo, nhuần nhuyễn. À, đùn đùn ở đây, người ta cứ hiểu là nối tiếp nhau, là cái trạng thái nó nối tiếp nhau, nó tuôn chảy ra, nó đùn ra ngày một gì, rộng hơn, lớn hơn. Như vậy, hòe lục đùn đùn tán rợp dương, tức là cái tán lá hòe màu xanh ấy à, nó rợp, mà nó lớn nhưng đồng thời nó càng ngày như càng mở rộng ra trong phạm vi không gian vì vậy hình ảnh hòe lục đùn đùn tán rập dương cho thấy tán lá hòe như đang ngày càng mở rộng ra trong không gian nhưng ngày càng phát triển và vì vậy cái tán lá hòe đấy à, nó như ẩn chứa một cái sức sống rất là mãnh liệt rất là mạnh mẽ ở bên trong à, bên cạnh đó ta còn nhận thấy là gì viết về hoa liệu thì À bên cạnh uh, nguyễn trãi còn có thể uh, chúng ta từng biết đến câu thơ của nguyễn du đó là đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông uh, nếu như hai chữ lập lòe đấy chủ yếu nói về cái dáng vẻ của hoa liệu giống như cái ngọn lửa lập lòe uh, thì ở đây ta nhận thấy là gì nguyễn trãi đã dùng động từ phun à, động từ phun và bên cạnh động từ phun đấy ta còn thấy cái từ thức thức ở đây là cái dáng vẻ là cái màu sắc như vậy à, nó không tức là cái dáng vẻ, cái 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 màu vẻ chứ nó không đơn giản chỉ là cái màu sắc đơn thuần. Do vậy, với dòng thơ Thạch liệu Hiên còn phun tức đỏ, tức là cái hoa liệu ở ngoài hiên đấy, còn phun ra cái cái, cái 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 dáng vẻ, cái màu vẻ đỏ, đấy, cái màu đỏ. Thế thì à, cái từ phun đó cũng cho thấy rằng à, cái màu đỏ dường như nó đang chất chứa ở bên trong, nó căng tràn, nó đầy, nó dường như không thể chứa mãi được cho nên nó phải gì chào nó bên ngoài thậm chí nó bật ra Đấy, nó bộc lộ ra một cách rất mạnh mẽ thì gọi là phun như vậy các cái động từ như là động từ phun và bên cạnh đó là chúng ta nhận thấy cái từ này là cái từ lấy đùn đùn này đã làm cho cảnh vật ở đây nó trở nên cực kỳ uh, sống động uh, nó như cựa quậy nó như vận động nó như vươn tới nó như trào dâng. Uh, tương tự như vậy Chúng ta nhận thấy là hồng liên trì đã tiễn mùi hương Thì chữ tiễn ở đây là một cái từ cổ à, Và như chúng ta đã thấy rằng à, Có thể có nhiều cách hiểu khác nhau về từ tiễn này à, Nhưng à, sách giáo khoa cũng như là cách hiểu à, Chuẩn bây giờ mà chúng ta cần phải chú ý Đó là tiễn ở đây có nghĩa là nó ngát mùi hương Như vậy à, Cái mùi hương sen hồng ấy Thì thơm ngát à, Đây đúng là gì? Là những cái loài hoa rất đặc trưng Ví dụ như Hoa liệu, hoa sen là rất đặc trưng Cho cái cảnh mùa hè À, cho cái những cái sắc hoa, à, cho những cái hương hoa mà gì tiêu à, biểu trong mùa hạ. À, vì vậy, à, chúng ta có thể nhận thấy rằng trong ba dòng thơ này, dù là màu xanh của tán lá hòe, hay màu đỏ của hoa liệu hay cái hương thơm của sen hồng, cũng đều được Nguyễn Trãi cảm nhận à, một cách rất là tinh tế, hết sức sống động. À, tất cả cái màu xanh của tán lá hòe đấy, màu đỏ của hoa liệu đấy dường như nó đang dồn nén chất chứa bên trong à, nó thể hiện một cái sức sống căng đầy tràn đầy à, không thể nào có thể kiểm soát được cho nên nó phải bộc lộ ra bên ngoài nó trào dâng ra bên ngoài nó phun ra bên ngoài à, như vậy cái cảnh thiên nhiên ở đây chính là một cái cảnh nó hiện lên hết sức sống động vui tươi rực rỡ và đầy sức sống chúng ta biết rằng là đặc trưng của văn học thời kỳ trung đại là thiên về cái tĩnh À, nói như uh, tác giả uh, Gurevich thì Gurevich có nhận xét rằng là gì uh, Thời trung đại Tức là cái tĩnh đại là một nét cơ bản Của ý thức thời trung đại Hay nói cái khác, văn học thời trung đại thường thiên về cái tĩnh Thế nhưng uh, Qua các hình ảnh thơ như là tán lá hòe Màu đỏ của hoa liệu uh, Cũng như mùi hương sen hồng ở đây Thì ta nhận thấy cảnh thiên nhiên mà Nguyễn Trãi khắc họa Nó không hề tĩnh tại, không bất biến Mà nó vận động, nó cựa quậy Nó vươn tới, uh, nó như bộc lộ một cái sức sống căng tràn chất chứa ở bên trong à, Vì vậy Cái cách cảm nhận về thiên nhiên như thế Nó đã thể hiện một cái nhìn nghệ thuật rất mới mẻ của nhà thơ So với Cái tính chất tĩnh tại vốn có Của thiên nhiên trung đại Bên cạnh đó Ta nhận thấy, để thấy được cái màu Xanh của tán lá hòe Màu đỏ của hoa liệu <laughs> Màu hồng Của sen và đặc biệt là mùi hương của sen Thì tác giả À, phải cảm nhận bằng rất nhiều giác quan. À, ở đây trước hết là thị giác và thính giác. À, lỗi thị giác và khứu giác. Nhưng bên cạnh thị giác và khứu giác, nhà thơ dường như còn cảm nhận cái bức tranh thiên nhiên này bằng toàn bộ tâm hồn, bằng sự giao cảm mạnh mẽ giữa tâm hồn của một thiên nhân tinh tế à, luôn rung động của một nhịp với thiên nhiên với lại bức tranh thiên nhiên vạn vật ngoài kia. Vì vậy, cảnh vật thiên nhiên hiện lên càng đặc sắc hơn và giàu sức dẫn hơn. Có thể nói, qua ba dòng thơ này, Nguyễn Trãi đã khắc họa một bức tranh thiên nhiên, một bức tranh cảnh sắc thiên nhiên ngày hè với ba tính chất mà chúng ta đã thấy trong sơ đồ tư duy. Đó là gì? Một thứ thiên nhiên được cảm nhận bằng nhiều giác quan từ rất nhiều góc độ. Thứ hai, đó là một thế giới thiên nhiên nó sống động, vui tươi, rực rỡ, đầy sức sống. Và thứ ba, cái thế giới thiên nhiên đấy nó được thể nó thể hiện cái nhìn nghệ thuật mới mẻ của nhà thơ, tức là thiên về sức sống về cái trạng thái chất chứa bên trong chứ không phải là là thiên nhiên tĩnh tại bất biến như nhiều sáng tác trung đại nữa bên cạnh cái vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên thì bức tranh cảnh ngày hè <laughs> còn khái quát một cách rất tinh tế hình ảnh cuộc sống của con người và bức tranh về cuộc sống con người được thể hiện qua hai dòng thơ mà thầy đã gì tô màu xanh ở trên bảng đó là lao sao chợ cá làng ngư phủ rắng giỏi cầm ve lầu tịch dương. Thế thì ở đây ở trước trước hết là chúng ta nhận thấy rằng hai chữ tịch dương này nó gợi lên cái thời điểm lúc cuối ngày lúc bây giờ là lúc ngày đã tàn rồi à, ngày à, đang chuyển về những cái giờ giờ khắc cuối cùng của buổi chiều và tịch dương tức là cái ánh sáng lúc cuối ngày nó đang tỏa ra. Thế thì cái ánh sáng đó À, dường như là rát vàng trên những toán lá hòe ánh sáng đấy như bao phủ trên ở cái ngôi lầu và vì vậy cảnh vật này cũng là cảnh được gợi lên trong cái ánh sáng rất là đẹp à, rất là hài hòa à, rất là chân thực à, cảnh tức là cái thời điểm thì có thể đã là lúc kết thúc của ngày thế nhưng sự sống của cảnh vật thì dường như không chất à, không thể, thể kết thúc nó vẫn cứ tiếp tục à, cựa quậy vận động phun ra trào dâng để thể hiện cái sức sống mạnh mẽ chất chứa bên trong của mình nếu như ở trên <laughs> ta thấy cái từ lấy lao sao thì ở dưới là từ lấy lắng rắn giỏi rõ ràng ở đây nguyễn trãi đã sử dụng rất thành công uh, các từ lấy và các từ lấy này đều được đảo lên đầu dòng thơ bình thường ấy thì tác giả phải viết là gì chợ cá lao sao đấy, nơi là ngư phủ hoặc là ngư phủ thì có chợ cá lao sao như vậy cái từ lao sao này được đảo lên đầu dòng thơ nó gợi cái âm thanh của cái tiếng chợ cá âm thanh của những con người buôn bán trao đổi nói năng nơi chợ cá và chợ cá tức là một cái không gian hết sức bình dị nó gợi cái cuộc sống có thể gọi là mộc mạc bình dị dân dã của những người dân trài nơi làng ngư phủ tức là những cái người trải lưới như vậy cái nhìn cũng như giác quan và tâm hồn của Nguyễn Trãi đang hướng về phía cuộc sống của những người dân bình dị nghèo những người bờ cuộc sống của những người dân bình dị à, tất nhiên cái từ lái lao sao chợ cá làng ngư phủ này à, chúng ta cũng nhận thấy ít nhiều nó gợi dáng dấp của những cái hình ảnh ngư phủ ở trong thơ cổ tuy nhiên ở đây nó không có tính chất ước lệ như các hình ảnh ngư phủ trong thơ cổ mà nói về một làng ngư phủ tức là làng trải lưới ở đó tiếng chợ cá lao sao thì nó gợi một cái cuộc sống nó đông vui, nó tấp nập, nó nhộn nhịp, nó no đủ, thậm chí có phần giàu có. Tương tự như vậy, rắn giỏi cầm ve lầu tịch dương. Thì chữ cầm ve này, đấy, ta nhận thấy là gì? Ve ở đây là tiếng ve kêu, rắn giỏi. Thế nhưng bên cạnh tiếng ve kêu này thì lại có từ cầm. Như vậy, nhà thơ đã cảm nhận tiếng ve như là tiếng đàn. Tiếng đàn vang lên rắn giỏi đây. Cái âm thanh của tiếng ve lúc cuối ngày ở đây hoàn toàn không phải là âm thanh buồn mà nó là âm thanh gì? Nó náo nức, nó rộn ràng Nó như gợi ở một cái cuộc sống nó yên vui, đầm ấm, yên bình Cho nên với hai dòng thơ Lao sao chợ cá làng ngư phủ Rắn giỏi cầm ve lầu tịch dương Nguyễn Trãi đã khắc họa thành công Một cái bức tranh thiên nhiên cuộc sống con người Bức tranh đấy ở đây Thầy chốt trên sơ đồ tư duy với hai nét cơ bản Đó là một bức tranh được tái hiện chủ yếu Qua những âm thanh Ví dụ âm thanh lao sao của tiếng chợ cá âm thanh rắn giỏi của tiếng ve và thứ hai là qua ánh sáng đấy là ánh sáng lúc cuối ngày được thể hiện qua hai chữ tịch dương bức tranh cuộc sống con người này <laughs> khá bình dị nhưng nó vẫn vui tươi nhộn nhịp giàu có và no đủ ở như vậy có thể nói <laughs> trong năm dòng thơ từ chỗ hoè lục đùn đùn tán hợp dương đến hết câu rắn giỏi cầm ve lầu tịch dương thì tác giả đã khắc họa rất thành công một bức tranh cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống con người lúc mùa hè. Một bức tranh uh, có thể đặc trưng cho những vùng quê dân dã nào đó mà Nguyễn Trãi đã từng sống và gắn bó. Bên cạnh vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống con người, thì bài thơ cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi chính là nơi bộc lộ cái vẻ đẹp tâm hồn của nhà thơ. Vẻ đẹp tâm hồn của nhà thơ sẽ được thể hiện chủ yếu ở dòng mở đầu và hai dòng kết. Trong dòng mở đầu, <laughs> ta nhận thấy từ rồi này đấy là một từ cổ. Rồi đây có nghĩa là rỗi rãi. À, xin nhớ rằng à, Nguyễn Trãi lúc này đã không được vua Lê tin dùng nữa và đã cáo quan và ở ẩn. Tức là khoảng thời gian 1438 đến khoảng 1442. hai. À, vì vậy, nhà thơ mới có những khoảng thời gian có tính chất rỗi rãi hơn. À, cho nên à, chữ dỗi ở đây chữ rồi đây chính là gì là nói về cái chuyện rỗi rãi và cái rỗi rãi đó à, nó được thể hiện rõ hơn qua các cái từ ngữ như là gì hóng mát à, hóng mát này à, chúng như chúng ta nói bây giờ là khi nhàn tản à, khi rỗi rãi thì người ta gì à, ngồi hóng mát ngắm cảnh vật thiên nhiên à, ngắm cảnh vật cuộc sống con người ngày trường tức là ngày dài à, như vậy thuở ngày trường Thống mát thỏa ngày trường cho thấy gợi lên một cái cuộc sống có phần nhàn tản, ung dung của Nguyễn Trãi. Và cái nhàn tản ung dung đấy cũng được Nguyễn Trãi thể hiện nhiều lần trong thơ của mình. Chẳng hạn, tức là nhất là những cái phần thơ khi đã viết khi mà đã về ẩn. Ví dụ trong bài một bài thơ là cuối xuân tức sự thì Nguyễn Trãi viết là gì? Suốt ngày nhàn nhã khép phòng văn. Lúc khác, có người viết rằng là gì? Là đùng đỉnh chiều hôm dắt tay trong thế giới phút mây bay. Như vậy rõ ràng là những từ đùng đỉnh, những từ nhàn nhã, những từ rỗi rãi, những từ hóng mát, nó thể hiện một hình ảnh ức trai lúc bây giờ có phần nhàn tàn, có phần ung dung tự tại, thanh thản để mà gì mở lòng ra đối với cảnh vật thiên nhiên và cuộc sống con người. À, tuy nhiên trong suốt cuộc đời của Nguyễn Trãi, thì ta biết là một phút thanh nhàn cũng đều rất hiếm hoi. Không à, chỉ không chỉ lúc làm quan để cống hiến sức lực của mình cho dân cho nước mà ngay cả khi đã rút lui về ẩn, Nguyễn Trãi có những lúc có thể nhàn thân nhưng chưa chắc đã nhàn tâm. ở trong tâm hồn của người anh hùng dân tộc vĩ đại, của một nhà thơ ưu thời mẫn thế đó, luôn luôn à, dây dứt băn khoăn về đất nước, về nhân dân, về trách nhiệm mà của mình đối với lại dân với nước, cũng như là tấm lòng trung quân ái quốc mà không lúc nào nguội lạnh à, mà Nguyễn Trãi luôn luôn muốn bộc lộ ra. Vì vậy Vì vậy Dù nói là gì, rỗi rãi hóng mát Nhưng qua đấy ta thấy cái vẻ đẹp Của con người ước trai Đấy là vẻ đẹp Của một nhân cách ung dung thanh thản Tự do tự tại Thứ hai Là qua cái bức tranh thiên nhiên Mà chúng ta vừa thấy Là hòe lục đùn đùn tán rập dương Thạch liệu hiên còn phun thức đỏ Hồng liên chỉ đã tiễn mùi hương Thì ta nhận thấy vẻ đẹp thứ hai ở trong tâm hồn của ức trai đó là một tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, luôn rung động cùng một nhịp với thiên nhiên, à, luôn đắm mình vào bức tranh thiên nhiên để cảm nhận được từng trạng thái, từng cái sự vận động mạnh mẽ của thiên nhiên. Bên cạnh đó, khi khắc họa à, cái cuộc sống con người qua bài thơ, thì Nguyễn Trãi cũng bộc lộ một vẻ đẹp tâm hồn khác của mình. Đó là tâm hồn của một con người luôn gắn bó mật thiết với đời sống của người dân lao động nơi thôn dã luôn thiết tha gắn bó với con người. Cho nên Nguyễn Trãi về ở ẩn nhưng không hề lãnh đời, không xa đời, không cách biệt với cuộc đời mà vẫn luôn luôn để tâm trí của mình gắn bó với thiên nhiên, với cảnh vật, với cuộc sống mà bình dị uh, của nhân dân của đất nước ở ngoài kia. Đặc biệt về đẹp tâm hồn của Nguyễn Trãi trong bài thơ bảo kính cảnh giới số 43 này, tức là bài cảnh ngày hè uh, được kết tinh sâu sắc và đầy đủ nhất trong tấm lòng thiết tha với đất nước với nhân dân và chúng ta hiểu rằng ở đây cũng chính là gì là vấn đề được kết tinh ở hai dòng thơ cuối dễ có ngu cầm đàn một tiếng dân giàu đủ khắp đòi phương à, chúng ta phải hình dung rằng bài thơ này vốn mang nhan đề là bảo kính cảnh giới tức là gương báu răn mình cho nên nhất định ở trong hai dòng cuối này có cái hình ảnh cái tấm gương báu để răn mình của nguyễn trãi và thứ hai nó kết tinh những nỗi niềm, tâm sự sâu kiến của nhà thơ. ở à, cái từ rẽ này là một từ cổ, ý muốn nói là lẽ ra, đấy, lẽ ra có ngu cầm, thì chúng ta nhận thấy chữ ngu này đấy, là chỉ cái thời của vua nghiêu thuấn. Đấy, cái này chúng ta có thể xem xét thêm trong sách giáo khoa, tương truyền rằng thời nghiêu thuấn là thời kỳ thịnh trị bậc nhất trong lịch sử ở Trung Quốc. Đấy, và gì và mà vua nghiêu vua thuấn chính là những ông vua tài năng đức độ đã đảm bảo cho dân chúng có một cuộc sống cực kỳ yên ổn, giàu có, no đủ, thanh bình. Không phải ngẫu nhiên là trong nhiều sáng tác uh, của Nguyễn Trãi, Nguyễn Trãi rất hay nhắc đến hình ảnh Nghiêu Thuấn. Uh, ví dụ, vua Nghiêu Thuấn, dân Nghiêu Thuấn, chừng ấy ta đà phỉ sở nguyền. Tức là chừng nào vua được như thời Nghiêu Thuấn, dân được như thời Nghiêu, Nghiêu Thuấn là ta đã mãn nguyện rồi. Thế thì, uh, cái chữ ngu cầm ở đây chính là chỉ cái cây đàn của vua Nghiêu. Đấy, của vua thuấn thì đúng hơn cây đàn của vua thuấn à, vua thuấn <laughs> đã từng gì à, dùng cái cây đàn của mình để dạo lên khúc nam phong ca ngợi cái cuộc sống thanh bình thịnh trị giàu có à, nguyễn trãi khi viết rẽ có ngu cầm đàn một tiếng là nhà thơ cũng khát khao có được cái cây đàn của vua nghiêu ngày xưa để à, tấu lên cái khúc nhạc nam phong à, ca ngợi cái gì cái cuộc sống của uh, đất nước của nhân dân lúc bấy giờ uh, ca gọi Cái sự giàu đủ Dân giàu đủ khắp đòi phương Giờ đây chúng ta hình dung là gì Giàu đấy, và đầu đủ Tức là giàu có và đầy đủ no ấm Cái cảnh này uh, Có thể đã là cảnh có thực lúc bấy giờ Nếu trong trường hợp đây là một cảnh có thật Thì Nguyễn Trãi ước ao có cây đàn của vua yêu vua Thuấn Tấu lên khúc nhạc ca ngợi cái cuộc sống thanh bình, thịnh trị, no ấm của nhân dân, của đất nước. Nhưng cũng có thể cái cảnh này chưa phải là cảnh hiện thực, mà có thể chỉ là một niềm ước ao, là một nỗi khao khát của Nguyễn Trãi thôi. Ở à, trong trường hợp này, người ta phải hiểu là Nguyễn Trãi ước ao có cây đàn của vua Nghiêu Vua Thuấn, có được cái cây đàn kỳ diệu đó để tấu lên khúc nhạc, mang lại cái cuộc sống giàu đủ, no ấm cho dân chúng. À, dù hiểu cách nào, thì ý thơ này cũng đều bộc lộ cái tấm lòng thiết tha của nguyễn trãi đối với đất nước với nhân dân ở cái tấm lòng mong mỏi dân chúng có một cuộc sống thật là giàu đủ no ấm thịnh trị thanh bình và cái giàu đủ no ấm thịnh trị thanh bình đó không phải chỉ là ở một người dân bởi vì câu thơ dân giàu đủ khắp đòi phương cho chúng ta thấy rằng là gì khắp đòi phương đòi là nhiều khắp đòi phương ý muốn nói rằng là tất cả mọi người dân ở mọi phương trở trên đất nước này đều có được cuộc sống như thế À, có thể nói rằng à, ở đây à, cái điển tích à, ngu cầm đã được sử dụng một cách rất là nhuần nhuyễn khéo léo à, để từ đó thể hiện cái tấm lòng của Nguyễn Trãi à, lý tưởng của Nguyễn Trãi đó là mang lại cái cuộc sống thanh bình thịnh trị no ấm đầy đủ cho đất nước cho nhân dân hoặc ca ngợi cuộc sống đấy nếu như cuộc sống đó đã có trong hiện thực à, như vậy ở đây À, việc sử dụng điển tích điển cố này, à, cái chữ ngu cầm này, một mặt, thì cho thấy à, dù là khát khao hướng về tương lai, dù là gắn bó cuộc sống hiện tại, nhưng Nguyễn Trãi cuối cùng thì vẫn hướng về quá khứ. Đấy là cái thời Nhiêu Thuấn à, xa xưa. À, nhà thơ đây đã hướng về quá khứ, coi cái thời đại Hoàng Kim là thời đại đã qua. Đấy, vì vậy, à, cái tấm gương, tức là vì vậy cái hình ảnh cây đàn và thờ, à, của vua nghiêu Vua Thuấn, và thời Nghiêu Thuấn Thanh Bình Thịnh Trị chính là cái tấm gương báu răn mình mà nhà thơ muốn nói theo. Ở nhà thơ đã từng viết vua Nghiêu Thuấn, dân Nghiêu Thuấn, chừng ấy ta đà phỉ sở nguyền. Cho nên cái lần niềm, niềm mong mỏi lớn nhất của Nguyễn Trãi là bao giờ đất nước nhân dân được như thời Nghiêu Thuấn. À, có thể nói với việc sử dụng cái điển tích ngu cầm này cũng như bộc lộ cái niềm mong mỏi đó thì Nguyễn Trãi đã thể hiện cái tấm lòng luôn khát khao mang lại à, cuộc sống thanh bình, thịnh trị, no ấm, đầy đủ cho đất nước, cho nhân dân. Đó chính là tấm lòng thiết tha của nhà thơ với đất nước, với nhân dân mà thầy đã chốt trong sơ đồ tư duy cho các em. Như vậy, vẻ đẹp của hồn thơ Nguyễn Trãi ở trong bài thơ cảnh ngày hè này sẽ được bộc lộ chủ yếu ở 4 điểm. Thứ nhất, đó là một con người ung dung, thanh thản, tự do, tự tại. Thứ hai, đó là một tâm hồn cực kỳ tinh tế, nhạy cảm, luôn rung động cùng một nhịp với thiên nhiên. Thứ ba, đó là một con người luôn gắn bó sâu sắc với cuộc sống của người dân lao động nơi thôn dã. Và thứ tư là tấm lòng thiết tha với đất nước, với nhân dân, luôn luôn mong cho dân cho nước có cuộc sống giàu đủ, no ấm, thịnh trị, thanh bình. Điểm thứ tư mà ta cần phải chú ý ở bài thơ cảnh ngày hè đây là những đặc sắc về mặt nghệ thuật. Đặc sắc về mặt nghệ thuật ở đây thì các em sẽ nhận thấy có thể có một số đặc sắc như sau thứ nhất ta thấy bài thơ trong ngôn ngữ ấy, có nhiều từ cổ đấy, ví dụ như là từ rồi đấy, từ rồi từ thức ví dụ như vậy. hay ví dụ như là từ rẽ vân vân từ đòi đấy là một số những cái từ cổ thế nhưng nhìn chung ngôn ngữ trong bài thơ rất giản dị và hàm xúc thứ hai ở trong bài thơ ấy, thì nguyễn trãi đã sử dụng nhuần nhuyễn điển tích điển cố nghiêu thuấn à, nhưng nó lại mang lại những cái ý nghĩa hết sức mới mẻ và thể hiện được cái tư tưởng tình cảm sâu sắc của tác giả, à, tác giả cũng đã sáng tạo thành công nhiều hình ảnh có sức gợi. Ví dụ, chúng ta nhận thấy là gì? Hè lục đùn đùn tán rập dương, hay ví dụ rắn giỏi cầm ve lầu tịch dương, hay ví dụ như là uh, cái hình ảnh gì? Uh, thạch Liễu Hiên còn phun thức đỏ đều lĩnh hẻ rất là đặc sắc. Cái đặc biệt là thể thơ uh, thất ngôn uh, bắt cú luật đường đã được uh, Nguyễn Trãi sử dụng một cách thuần thục và có nhiều uh, sáng tạo việt hóa đến mức nó gần như trở thành một cái thể thơ thuần túy dân tộc Ở trong đó ta có thể nhận thấy rằng giữa cái bài thơ bát cú này bài thơ này về cơ bản là bài thơ bát cú thì ta nhận thấy có cái câu số 1 này là câu thơ chỉ có 6 chữ này Đấy, câu số 8 này cũng là câu thơ chỉ có 6 chữ này và điều này rõ ràng nó khác hẳn với lại cái thơ đường luật uh, thông thường thứ hai uh, thơ đường luật thì thông thường bao giờ cũng thường ngắt nhịp uh, bình thường là ngắt nhịp 43 thế nhưng cái bài thơ này của nguyễn trãi thì ta thấy ngắt nhịp rất đặc biệt có thể nhận thấy là gì ví dụ ở câu 1 này thì nhịp của nó có thể ngắt thành một ba hai tức là một à, có thể ngắt nhịp là một năm cũng có thể ngắt nhịp là một hai ba lục đùn đùn tán hợp dương tất nhiên là ngắt nhịp bốn bốn cái này giống thơ bát cú bình thường thạch liệu hiên còn phun thức đỏ thì thạch liệu hiên lại ngắt nhịp ba đây là nhịp ba bốn này thạch liễu hiên còn phú thức đỏ hồng liên trì đã tiễn mùi hương như vậy bên cạnh cái nhịp thông thường của thơ bát cú là nhịp bốn uh, ba thì ở đây có những cái câu thơ lại ngắt nhịp ba bốn nó vừa nhấn mạnh khắc sâu uh, làm nổi bật cái vẻ đẹp của hình tượng thiên nhiên đầy sức sống nó lại vừa là một cái đóng góp sáng tạo của nguyễn trãi trong việc uh, việt hóa cái thể thơ bát cú uh, tương tự như vậy ở câu cuối này thì lại ngắt nhịp ba ba Đấy, à, ta sẽ thấy dân giàu đủ khắp đòi phương như vậy cái cách ngắt nhịp như thế nó sẽ làm cho gì làm cho cái bài thơ này à, nó có nhiều cái sáng tạo độc đáo đấy là việc nguyễn trãi đã gì à, có thể là có những cái nỗ lực rất là thành công trong việc à, sử dụng cái thể thơ thất ngôn bát cú làm cho thể thơ này thực sự à, như là một thể thơ thuần túy dân tộc đấy. À, tức là cái nỗ lực à, việt hóa của nhà thơ rất là cao à, như vậy à, qua những phần Thầy vừa hướng dẫn cho các em thông qua văn bản của bài thơ cũng như qua sơ đồ tư duy, các em đã nắm được những cái nét đặc sắc cơ bản của bài thơ cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi. Có thể nói, bài thơ cảnh ngày hè không chỉ là một bức tranh cảnh sắc thiên nhiên cực kỳ sống động, tinh tế, độc đáo, mới mẻ mà còn khắc họa rất thành công hình ảnh cuộc sống con người, đặc biệt là cuộc sống của những người dân bình dị, dân dã. Điều quan trọng nhất là qua cái bài thơ đó Nguyễn Trãi không chỉ có nhiều sáng tạo về mặt nghệ thuật à, như thể thơ, ngôn ngữ, như việc sử dụng hình ảnh, điển tích điển cố mà còn bộc lộ tâm hồn của một con người lúc nào cũng rung động cùng một nhịp với thiên nhiên, cũng gắn bó cuộc sống của con người, cũng nặng lòng với nhân dân, với đất nước. Đó chính là vẻ đẹp của hồn thơ Ức Trai mà à, à, tác giả đã bộc lộ qua bài thơ cảnh ngày hè. À, có thể nói với ý nghĩa đấy thì bài thơ cảnh ngày hè vẫn là một trong sáng tạo nghệ thuật à, giàu ý nghĩa và có ý nghĩa đối với chúng ta ngay cả trong cuộc sống ngày hôm nay. Làm thế nào để đất nước có cuộc sống hòa bình thịnh trị, cuộc sống của nhân dân giàu đỏ à, giàu có no đủ yên bình vẫn là niềm mong mỏi của mọi thế hệ người dân trên đất Việt. À, những à, điều Nguyễn Trãi đã nói từ mấy trăm năm trước. Vẫn còn nguyên ý nghĩa cái hiện tại, vẫn còn giá trị thẩm mỹ sâu sắc đối với chúng ta ngày nay. Và trách nhiệm chúng ta là làm thế nào để phấn đấu có một cuộc sống giàu đủ, no, ấm cho toàn thể nhân dân, cho toàn đất nước. Bảo chúng ta ngày hôm nay sẽ dừng lại đây. Xin trân trọng cảm ơn các em đã chú ý theo dõi và hy vọng sẽ được tiếp tục đồng hành của các em trong những bài học tới.